Xưa kia, tại một ngôi làng cổ kính yên bình nọ, những người lớn tuổi trong làng thường kể cho con cháu nghe câu chuyện về loài quỷ ở bên kia ngọn núi. Từ thời xưa rất xưa, vùng đất này đã có loài quỷ sinh sống. Lũ quỷ rất xấu xa. Tổ tiên của chúng ta đã nhiều lần giao tranh với chúng. Cuối cùng, hai bên đã lập ra một giao ước, chia đôi vùng đất này. Ngọn núi phía đông chính là ranh giới. Giao ước đó được giữ gìn cho tới ngày nay. Dù lũ quỷ chưa một lần bén mảng tới đây, nhưng chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác. Đêm cuối đông mà vẫn còn lạnh quá. Đây chẳng phải là máu sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ, đúng là quỷ rồi. Người nói rằng mình đã thấy quỷ sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy một con quỷ có cặp sừng dài. Trên tay nó đang ôm theo một người đang chảy máu. Giao ước giữa chúng ta và loài quỷ bao nhiêu năm nay vẫn được giữ gìn, sao tự nhiên chúng lại vi phạm? Tin tức về loài quỷ phá bỏ giao ước khiến dân làng vô cùng hoảng sợ. Thưa ngài, hôm qua lại có thêm nhiều trẻ em mất tích. Ở hiện trường còn lưu lại rất nhiều dấu chân to lớn ạ. Lũ quỷ thật là ngang ngược, không thể để bọn chúng tiếp tục làm hại người nữa. Truyền lệnh, lập tức tập hợp những người khỏe mạnh nhất để đánh đuổi quỷ ra khỏi mảnh đất này. Trưởng quan lập nên một đội quân tiến về bên kia ngọn núi, chuẩn bị giao chiến với lũ quỷ. Thưa quỷ vương, có người đang kéo quân đến đánh chúng ta ạ. Hả? Cái gì? Chúng dám? Lũ quỷ các ngươi vi phạm giao ước, hãm hại dân lành, hãy rời khỏi mảnh đất này ngay. Lũ người ngạo mạn dám đem quân đến xâm lược vùng đất của chúng ta, các ngươi mới phải cút khỏi đây. Trừng trị lũ quỷ gian ác, xông lên! Xông lên! Bầy quỷ nhỉnh hơn về sức mạnh, khiến đội quân của trưởng quan thương vong khá nhiều. Cuối cùng họ đã phải rút lui. Nghe tin bại trận, nhiều gia đình lo sợ lũ quỷ sẽ kéo đến nên đã lựa chọn ra đi. Ngôi làng ngày càng trở nên tiêu điều. Trưởng quan bèn hạ lệnh cho mời các thầy pháp tài giỏi nhất, nhưng không ai chiến thắng được lũ quỷ cho đến một ngày. Tôi là thầy pháp Jeffia, đến từ ngôi làng cách đây 5 ngọn núi. Nghe nói làng này đang có quỷ hoành hành nên xin được giúp một tay. Nhưng ngươi định làm bằng cách nào? Tôi sẽ lập một đàn phép để gọi quỷ chúa đến. Chỉ cần chặt được sừng của nó sẽ mất mạng. Quỷ chúa không còn thì lũ quỷ còn lại sẽ tự khắc bỏ đi. À là cà bồ, à là cà bì, triệu hồi quỷ chúa. Quỷ chúa hay nạp mạng. Hoàng hôn, thầy pháp thắng rồi. Hoàng hôn, thầy pháp thắng rồi. Cảm ơn thầy pháp. Nhưng liệu lũ quỷ có quay lại không? Nó đã bị tôi chém mất sừng, chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Mọi người hãy an tâm, tôi đảm bảo từ giờ lũ quỷ sẽ không dám bén mảng đến đây nữa. Hoàng hôn. Làng tôi xin tặng toàn bộ số vàng này cho thầy để bày tỏ lòng cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ mang số vàng này để phân phát cho những người nghèo. Sau ngày đó, quả nhiên lũ quỷ không còn xuất hiện, nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Nè, ông quan, mau dậy đi. Quỷ ư? Đúng, ta là quỷ chúa đây. Quỷ chúa, chẳng phải người đã chết rồi sao? Làm sao ta có thể chết được? Ta đến để nói cho ông hiểu, đừng có việc gì cũng đổ thừa cho quỷ. Loài quỷ chúng ta không tệ như con người nghĩ đâu. Người hại người không ghê tay, mà còn nói là không tệ. Từ khi lập giao ước, chúng ta không làm bất cứ việc gì tổn hại đến con người. Tất cả những việc đó đều do con người bày ra. Người không thắc mắc rằng những ngôi nhà bị tấn công đều neo người và chỉ toàn phụ nữ sao? Các người quá u mê nên mới bị lũ trộm cướp lừa gạt. Muốn biết sự thật thì đêm mai
hãy tới khu rừng phía đông sẽ rõ. Cuộc nói chuyện kỳ lạ với quỷ chúa đã khiến Phiên Quan không khỏi suy nghĩ. Cuối cùng ông quyết định nghe theo lời quỷ. Chủ chân làng ngu ngốc đã mắc mưu của chúng ta. Chỉ một vệt máu gà và một bộ đồ lông lá là đủ để chúng đổ hết tội cho lũ quỷ. Chúng ta sẽ bán bọn trẻ này làm nô lệ, lại càng được nhiều tiền. Thì ra chính bọn cướp đê tiện này đã gây ra mọi chuyện, chứ không phải quỷ nào cả. Hãy xông vào bắt hết chúng đi. Quân lính xông vào tả xung hữu đột với toán cướp. Sau cùng toán cướp đã bại trận và bị bắt trói. Sau khi biết được sự thật, dân làng đã bảo nhau bày nhiều đồ ăn và rượu ra để làng cảm ơn loài quỷ đã cho biết sự thật. Từ đó con người và loài quỷ sống thân thiện với nhau. Sai lầm của thần Indra. Ngày xưa ở Ấn Độ có nàng Ahalya vô cùng xinh đẹp. Nàng được Đức Sáng Thế tạo ra với vẻ đẹp tuyệt mỹ không ai sánh bằng. Ahalya, hôm nay ta có việc phải ra ngoài từ sớm, nàng ở nhà coi sóc nhà cửa nha. Chàng cứ yên tâm lên đường, mọi việc thiếp sẽ lo chu toàn. Nhưng chuyến này chàng đi mấy ngày Gautama? Làng Phi Đông làm đại lễ, chắc ta sẽ ở đó cầu phúc cho bà con độ dâm 7 ngày. Nàng vốn chu đáo nên ta cũng không có gì phải lo lắng cả. Đúng là diễm phúc cho ta mới có được một người vợ như nàng. Chàng lại khen em quá lời, làm em phỏng mũi rồi. Thôi, chàng đi không muộn. Được rồi, ta đi nhé. Ta sẽ cố gắng thu xếp về sớm. Ngày ngày chỉ từng ấy công việc, nào thì điều khiển sấm sét của bầu trời, nào thì cai quản những cuộc chiến tranh tàn khốc. Indra ta thật chán ấy đến tận cổ rồi. Vì người ở ngôi vị vua của các vị thần nên trọng trách lớn là phải rồi ạ. Người có muốn nghe ca vũ không ạ? Để thần gọi các tiểu tiên nữ đến ạ. Thôi thôi, xem đi xem lại chả có gì mới mẻ cả. Hôm nay ta sẽ xuống mặt đất một chuyến thăm thú. Ngươi ở nhà có việc gì gấp mới được gọi ta đi. Dạ vâng ạ. Ôi, ngài là ai? Nhìn chằm chằm một cô gái như vậy thật chẳng phải phép đâu thưa ngài. Ồ, thật thứ lỗi cho ta. Ta chỉ tình cờ ngang qua đây thôi. Thú thực với nàng, ta chưa từng gặp một cô gái nào có vẻ đẹp kiều diễm như nàng cả. Ta có thể biết tên của nàng chứ? Tôi không quen những lời ông bướm trêu chọc của những kẻ qua đường như vậy đâu. Tốt nhất là ngài nên cẩn trọng lời nói của mình, kẻo người ngoài nhìn thấy chẳng hay chút nào. Ta thực sự muốn được làm thân với nàng thôi mà, nàng đâu cần phải lạnh lùng với ta như vậy. Tôi là gái đã có chồng nên phải giữ đức hạnh và phẩm giá của mình. Xin ngài đi cho. Ơi hay, ngài làm cái trò gì vậy? Ta xin nàng được bỏ đi. Ta không có ý mạo phạm gì đến nàng cả. Ta chỉ muốn có thêm cơ hội được giải bày cùng nàng. Nếu ngài còn đứng ở đây làm phiền tôi sẽ gọi dân làng đến đó. Lúc đó thì chẳng hay ho gì đâu. Được được, ta biết rồi. Ta xin phép. Dạ bẩm, thần đã xuống trần gian để tìm hiểu. Người con gái đó tên là Ahalya, vốn là tuyệt mỹ giai nhân được nhiều người trần ca tụng. Nàng ấy giờ là vợ của một đạo sĩ cao tay là Gautama, có quan hệ mật thiết với nhiều vị thần khác. Có vẻ thân thế của hắn cũng không tầm thường. Nhưng vua của các vị thần như ta mà lại chịu thua một tên đạo sĩ sao? Chỉ có ta mới xứng đáng làm chồng của Ahalya mà thôi. Nàng ấy sẽ được làm bà hoàng có người cung phụng. Với nhan sắc của Ahalya, những ngọc ngà châu báu ở đây sẽ tôn lên gấp nhiều lần. Ngươi thấy thế có phải không? Ý của người là đã cảm mến nàng ta rồi sao? Nhưng đó là một phụ nữ đã có chồng, sao có thể chứ? Đối với ta thì chẳng có việc gì là không thể. Ta sẽ làm cho Ahalya quỳ phục dưới chân mình mà năn nỉ ta lấy cô ấy làm vợ. Ta có việc giao cho ngươi đây. Dạ, thần xin nghe ạ. Hãy gửi những tặng phẩm hiếm có nhất tới nhà của Ahalya và nói với nàng ấy rằng thần Indra ta gửi tặng. Chắc chắn nàng sẽ mê mẩn các món báu vật đó cho mà coi. Vâng, thần xin đi làm ngay ạ.
Anh hãy mang đi đi, tôi không thể nhận những món quà đắt tiền này được. Xin tiểu thư đừng quá suy nghĩ, đây chỉ là chút tấm lòng của thần Ingra thôi mà. Tầng ấy không thấm vào đâu với của cải của ngài ấy sở hữu. Tôi với ngài ấy không thân không thích, nên chỉ có thể cảm ơn tấm lòng của ngài ấy mà thôi. Xin anh đừng làm tôi khó xử nữa. Xưa nay ngài ấy chưa từng đối tốt với một cô gái nào như tiểu thư cả. Nếu cô từ bỏ người chồng hiện tại, làm vợ của thần Indra, cuộc đời của cô sẽ sang một trang mới. Anh nói mà không suy nghĩ ư? Các người đang làm phiền tới cuộc sống của người khác đó. Tôi sẽ không bao giờ có ý đồ xấu với chồng của tôi cả. Tất cả những món đồ này xin hãy mang đi. Ê ê, tiểu thư xin bình tĩnh, đây toàn là những công phẩm đắt giá nhất trên đời. Vậy thì anh hãy mang chúng khuất khỏi tầm mắt tôi, và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Nếu không thì đừng trách tôi nặng tay. Ha, hiện giờ cô đang suy nghĩ chưa được thấu đáo đó thôi, rồi cô sẽ phải hối hận và tìm tới tôi cho mà xem. Không đời nào có chuyện đó đâu. Nàng ta thật không biết điều. Ahalia không biết ta là ai sao? Ta là vị thần tối cao mà bị sỉ nhục thế này, không chấp nhận được. Nàng ta nói nhẹ không ưa lại ưa nặng. Được rồi, ta sẽ cho Ahalia biết ta là ai. Mấy hôm nay sao trời đất lại khắc nghiệt như vậy? Mưa gió, sấm chớp như vũ bão. Lại là ngài sao? Tôi đã nói đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Xin ngài hãy tự trọng. Nàng không xem ta ra gì cả. Nếu nàng còn muốn chống lại ý muốn của ta, chồng nàng, nàng và những người dân vô tội sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp chưa từng có. Ngài đang đe dọa ta sao? Nàng muốn hiểu sao cũng được. Nếu nàng thuận theo ý ta, cứ tuyệt chồng nàng mà yêu chiều ta, nàng sẽ có tất cả. Bằng không, nàng sẽ không lường được hậu quả đâu. Nếu vậy, ngài hãy làm gì mình muốn. Dù có chết, tôi cũng không bao giờ đi theo ngài đâu. Nàng được lắm. Không ngờ nàng Ahalia lại cứng rắn đến vậy. Nhưng nàng ta càng chống đối, ta càng ham muốn theo đuổi đến cùng. Dạ thưa, chồng của nàng ấy đã trở về rồi ạ. Ta sai ngươi điều tra cái thói quen của hắn, kết quả thế nào? Đạo sĩ Gotama thường rời liều cỏ vào lúc bình minh đi ra sông để cầu kinh ạ. Vậy ư? Tốt lắm. Nàng vào nghỉ đi, trời vẫn còn sớm lạnh lắm. Sương xuống nhiều, khéo lại bị cảm mạo. Vâng, vậy chàng đi sớm về sớm. Ô, sao chàng lại quay lại thế này? Không phải hôm nay có buổi cầu kinh sao? Ta quên mất thời tiết xấu nên buổi cầu đã bị hoãn lại. Chúng ta vào đi nghỉ thôi. Chàng mệt thì vào nghỉ tiếp đi. Em còn dậy chuẩn bị làm đồ ăn sáng nữa. Thôi, nàng vào cùng ta. Đợt vừa rồi đi dài ngày ta nhớ nàng quá. Hơn nữa chúng ta lấy nhau đã lâu, cũng phải có tí con cho vui cửa vui nhà. Xem chàng kìa. Ahalia, ta thật đáng trí, có cái quyền trượng cũng quên. Chuyện gì thế này? Ahalia, nàng đang làm chuyện xấu hổ gì vậy? Chuyện gì thế này? Đâu là chàng Gotama? Để phản bội ta, nàng còn bày ra chuyện tinh vi thế này, tìm người giả dạng ta sao? Chàng ơi, cho thiếp được giải thích, mọi chuyện không như chàng nghĩ đâu. Chính mắt ta nhìn thấy mà nàng còn chối cãi à? Tên này là ai? Ta đã đối xử với nàng thế nào mà nàng lại gây nên chuyện đáng khinh như vậy? Chàng đừng dùng những từ ngữ quá đáng như vậy nói về thiếp. Thiếp bị oan, chính thiếp cũng không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Thiếp cũng không biết ai là kẻ giả mạo. Tên của ta ma này to gan, mau thả ta ra. Hóa ra là thần Indra, thần tối cao cai quản sấm sét của bầu trời ư? Địa vị của ngài cao như vậy mà sao lại làm ra chuyện đáng ghê tởm thế này? Biết ta là ai rồi thì thả ta ra ngay, tên đạo sĩ mặt hẳn kia. Vô ích thôi, phép thuật của ta đủ cao siêu để phong ấn ma thuật của ngươi. Ngươi đã xúc phạm đến ta,
làm tổn hại đến danh dự của vợ ta, người đáng phải trừng phạt. Ta sẽ nói chuyện này cho tất cả các vị thần khác biết, để xem từ nay ngươi còn dám gặp ai nữa không. Vậy thì ngươi không sợ bị người đời đàm tiếu sao? Ha, ngươi thật không biết xấu hổ. Chính ngươi gây ra chuyện, tại sao vợ chồng ta phải chịu điều tiếng xấu vì ngươi chứ? Thần Indra đã gây ra lỗi lầm lớn, nhưng trọng trách của ngài ấy quan trọng với trần gian. Mọi việc đang bị đình trệ nhờ vùng xảy ra hạn hán và lũ lụt nặng nề. Xin Braha can thiệp giải quyết chuyện này, mọi chuyện không thể để lâu hơn nữa. Đạo sĩ Gautama, thần Indra đã phải trốn trong bóng tối một thời gian dài. Việc này cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ta thay mặt ngài ấy xin ngươi bỏ qua lần này và cam kết sẽ không xảy ra việc tương tự. Thần Rajma đã nói như vậy, thần cũng không tính toán hơn thua nữa. Nhưng thần nguyện rằng sau này hàng ngàn đôi mắt sẽ dõi theo Indra, để vị thần ấy không làm điều xấu xa nữa. Về sau, do đó mà Indra mọc 1000 đôi mắt trên người và trở thành vị thần 1000 mắt. Câu chuyện thần bị đạo sĩ Gautama nguyền rủa vẫn còn được kể lại mãi về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!